Sắp tới đây, những người ngại đi tàu bè vì sợ say sóng có thể xem xét lại lựa chọn của mình với loại tàu mới có tên là Ringcat. Đây là loại tàu hai thân nên có độ cân bằng tốt, không tạo sóng khi chạy. Sản phẩm này được kỳ vọng thay thế cho các loại tàu vận chuyển hành khách sau nhiều sự cố gần đây của tàu cánh ngầm. Đây là con tàu hai thân cao tốc Ringcat đầu tiên mà công ty công nghệ xanh DP, gọi tắt là Greenlight DP, vừa cho ra mắt hôm 12 tháng 9 vừa qua. Loại tàu này có thân được làm bằng sợi Kevlar, vật liệu được dùng để sản xuất vỏ chống đạn và vỏ tàu bằng composite epoxy. Đây là tàu thử nghiệm nên sức chứa chỉ 42 chỗ, nhưng công ty này cho biết có thể cung cấp tàu và sức chứa khoảng 180 hành khách với vận tốc thiết kế lên đến 45 hải lý một giờ. Do sử dụng vật liệu composite nên tàu Ringcat được chế tạo bằng phương pháp thủ công nhưng có giá thành rẻ hơn 2 lần so với nhập khẩu nguyên chiếc. Phát biểu tại buổi lễ giới thiệu loại tàu mới, ông Trần Sông Hải, tổng giám đốc công ty Dreamliner DP cho biết, công ty đang có kế hoạch sản xuất thêm 50 chiếc tàu Ringcat, giai đoạn từ nay đến cuối năm sẽ đóng thêm khoảng 6 chiếc nữa. Tới đây chúng tôi sẽ đóng những con tàu mà hiện đại hơn một cấp nữa và có thể cứng cáp hơn một cấp nữa mà người ta gọi là wave và pressing ships. Thì những con tàu này có thể chở được tới 180 hành khách và có thể chở được tới là gần 20 tấn. Thì sẽ rất là cơ động cho chúng ta là đi ra tới những cái đảo như là Trường Sa hay là sông Tử Tây. Có một cái đặc thù mà tôi muốn nói với tất cả các bạn đó là con tàu hai thân này thì nó rất là ổn định. Cho nên vì thế là khi đi nó ít say sóng. Và cái thứ hai nữa là gì là con tàu này rất là nhẹ và cái độ mớn nước của nó rất là thấp, dưới 2 mét. Trước mắt, các tàu này được nhắm đến sử dụng chở khách cho các tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Tiên, Phú Quốc.